Mơ đi, cái đồ con nhà nghèo không đủ đẳng cấp để chơi xe ô tô đồ chơi này đâu. Anh đừng có mà coi thường người khác nhé. Anh coi thường đấy thì làm sao? Em đi chỗ khác mà chơi đi, còn anh cho anh đòn đấy. Các bạn ơi, đây là xe ô tô điều khiển từ xa nè các bạn. Chỉ có những đứa con nhà giàu mới đủ đẳng cấp để chơi chiếc xe này thôi. Còn mấy đứa con nhà nghèo không đủ đẳng cấp để chơi chiếc xe này đâu. Thôi bây giờ mình chơi nha các bạn. Các bạn ơi, đây là cái điều khiển nè. Bây giờ mình sẽ điều khiển cho xe ô tô nó chạy nha các bạn. Các bạn ơi, mình có bộ đồ chơi biến này siêu đẹp luôn nè các bạn. Các bạn ơi, các bạn có thấy xe điều khiển từ xa của nhà giàu đẳng cấp không các bạn? Các bạn ơi, bộ đồ chơi này thích lắm, nhưng mà mình chơi một mình chán lắm. À, anh Vinh tiền lẻ kia, wow. Hay là mình lại rủ anh Vinh tiền lẻ chơi cùng nha các bạn. Các bạn ơi, ô tô của nhà giàu chơi thích lắm các bạn à. Em Vinh tiền lẻ ơi, em Vinh tiền lẻ, anh có xe đẹp thế, em cũng có đồ chơi nè. Ôi giời ơi, mấy cái xe cùi bắp đâu cũng đi khoe. Thấy xe của anh có đẹp không? Xanh Vinh đẹp thế, cho em chơi cùng với. Cái gì? Anh nghe không rõ. Em nói là anh Vinh cho em chơi cùng đi. Mơ đi, cái đồ con nhà nghèo không đủ đẳng cấp để chơi xe ô tô đồ chơi này đâu. Anh đừng có mà coi thường người khác nhé. Anh coi thường đấy thì làm sao? Em đi chỗ khác mà chơi đi, còn anh cho anh đòn đấy. Bực quá các bạn ơi, anh Vinh đúng là cái đồ đáng ghét. Có mỗi cái xe thôi cũng khinh thường mình. À, bây giờ mình sẽ đi mua một cái xe điều khiển siêu đẹp về để dạy cho anh Vinh một bài học nữa rồi nha các bạn. 2000 years later. Các bạn ơi, thế là mình đã mua được một chiếc xe siêu to khổng lồ. Đẹp không các bạn? Bây giờ mình mở lên để mình chơi cho các bạn xem nha các bạn. Các bạn ơi, đây là cái điều khiển từ xa nè các bạn. Bây giờ mình sẽ chơi nha các bạn. Các bạn ơi, thấy xe ô tô của mình đủ đẳng cấp chưa? Xe của anh Vinh nữa các bạn, quỳ bắp mà dám khinh thường xe ô tô của mình các bạn ạ. Xe này chơi thích lắm các bạn ơi. Hả? Em Dola có xe ô tô điều khiển từ xa gì mà đẹp thế? Lola, Lola, em có xe ô tô điều khiển từ xa đẹp thế. Đây là xe ô tô siêu to khổng lồ em vừa mới mua đấy. Wow, xe ô tô của em vừa siêu to khổng lồ lại vừa đẹp nữa. Em cho anh chơi cùng với được không? Anh cũng có xe ô tô của anh mà. Anh chơi của anh đi. Nhà giàu như anh không có đủ đẳng cấp để chơi xe ô tô của nhà nghèo như em đâu. Nhưng mà xe ô tô của anh vừa nhỏ lại vừa xấu nữa. Em cho anh chơi cùng đi. Được rồi, em sẽ cho anh mượn, nhưng anh nhớ từ sao không được khinh thường người khác. Được rồi, được rồi, anh nhớ, anh sẽ không khinh thường người khác nữa đâu. Đây, em cho anh mượn nè. Wow, anh cảm ơn em Đô La. Công nhận xe của em Đô La chơi thích thật đấy.